kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Trong chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nắm tình hình thiệt hại và kịp thời lãnh đạo chỉ đạo các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, ngày 6 tháng 11, đồng chí Bùi Văn Tinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã đi kiểm tra và làm việc với xã Ngòi Hòa. Theo báo cáo của lãnh đạo xã Ngòi Hòa, đợt mưa lũ hồi đầu tháng 10, toàn xã có 4 hộ thiệt hại về nhà ở, trong đó có 2 hộ bị sập hoàn toàn, hơn 20 hecta hoa màu bị thiệt hại. Các tuyến đường trên địa bàn xã có nhiều đoạn đường bị sạt lở, hư hỏng nặng, nhiều cột điện bị gãy, đổ. Sau mưa lũ, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, giao thông đi lại phức tạp. Hiện nay toàn xã đang có 13 hộ đang phải sinh sống tại điểm không an toàn, có nguy cơ sạt lở cao, cần phải di chuyển. Ngay khi mưa lũ đi qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp đỡ các hộ dân bị ngập lụt, sạt lở di rời tài sản và dọn dẹp nhà cửa. Đồng thời tập trung thông đường đảm bảo giao thông. Hiện địa phương đang gặp khó khăn trong việc bố trí đất và nguồn lực để di rời các hộ đang ở vùng có nguy cơ sạt lở cao. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư huyện ủy biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của Ngòi Hòa trong công tác khắc phục hậu quả sau lũ. Đồng chí cũng nhấn mạnh sự ảnh hưởng của mưa lũ vừa qua là quá nặng nề, tổng thiệt hại toàn huyện lên tới 175 tỷ đồng. Vì vậy, để khắc phục hậu quả sau lũ, Ngòi Hòa cần tập trung thực hiện với phương châm 4 tại chỗ. Trước mắt, huy động mọi nguồn lực, phương tiện và thực hiện xã hội hóa tập trung tìm mặt bằng để di chuyển các hộ ở vùng có nguy cơ sạt lở cao. Đến trung tuần tháng 12 phải hoàn thành việc làm nhà cho 2 hộ bị sập hoàn toàn. Đối với các hộ còn lại, xã cần rà soát có phương án di chuyển khẩn trương. Khi gặp vướng mắc, chủ động báo cáo đề xuất với huyện. Đồng thời, yêu cầu các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại nặng theo quy định. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư huyện ủy đã trao quà của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho 3 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua của xã Ngòi Hòa. Sáng ngày 6 tháng 11, đồng chí Trần Mạnh Hải, trưởng Công an huyện và Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an huyện đã đến thăm tặng quà cho các hộ nghèo tại xóm Trách, xã Đông Lai và xóm Cóc của xã Ngọc Mỹ. Với chủ đề Xuân ấm tình thương hướng về người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, tuổi trẻ Công an huyện Tân Lạc đã phát động và vận động mỗi đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái, ủng hộ, đóng góp, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn trong dịp mùa đông đang đến gần. Theo đó, trong dịp này, tuổi trẻ Công an huyện đã trực tiếp đến thăm và trao tặng 20 chiếc chăn ấm và 30 chiếc áo ấm cho hai xóm đặc biệt khó khăn của xã Đông Lai và Ngọc Mỹ là xóm Trách và xóm Cóc, thăm và trực tiếp trao quà cho người dân. Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các hộ đặc biệt khó khăn và mong muốn bà con nhân dân xóm Trách xã Đông Lai và xóm Cóc của xã Ngọc Mỹ cố gắng vươn lên. Những món quà tuy không lớn về giá trị, nhưng đó là tình cảm của tuổi trẻ Công an huyện, qua đó góp phần giúp cho người dân nghèo được ấm áp hơn trong mùa đông lạnh giá này. Trái tim chúng tôi ca hát giai điệu bình yên. 60 năm với một đời người là thời gian rất dài, nhưng với lực lượng Công an huyện Tân Lạc, 60 năm đang là thời điểm sung sức nhất. Với truyền thống lực lượng Công an nhân dân trung thành với Đảng, Nhà nước, hết lòng hết sức phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngại hy sinh gian khổ, Công an huyện Tân Lạc
luôn phấn đấu vượt lên mọi khó khăn, thách thức, chiến đấu dũng cảm trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tân Lạc luôn thể hiện rõ lòng trung thành với Đảng, với lợi ích của giai cấp, gắn bó máu thịt với nhân dân, lập công xuất sắc, góp phần giữ vững ổn định xã hội, kỷ cương, phép nước và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Lật dở từng trang vàng lịch sử, cùng với sự ra đời của huyện Tân Lạc, ngày 15 tháng 10 năm 1957, Công an huyện Tân Lạc được thành lập, đánh dấu sự ra đời của lực lượng vũ trang trọng yếu, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, cách mạng, bảo vệ nhân dân, các dân tộc trong huyện. Ngày đầu thành lập, cùng với bộn bề khó khăn của đất nước, phải thực hiện song hành hai nhiệm vụ, đó là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Công an huyện được thành lập chỉ vẻn vẹn có 4 người, gồm một đồng chí trưởng công an, một đồng chí phó công an và hai chiến sĩ, cơ sở vật chất vô cùng tạm bợ. Song với nhiệt huyết sôi sục của lực lượng công an cả nước, sự đùm bọc, yêu thương của quần chúng nhân dân, Công an huyện Tân Lạc đã kiên cường vượt qua khó khăn, xây dựng cơ sở cách mạng, ổn định tổ chức. Trong những ngày kháng chiến ác liệt, đế quốc Mỹ mở rộng đánh phá cách mạng miền Bắc nhằm tiêu diệt hậu phương lớn của chiến trường miền Nam, lực lượng công an huyện đã tổ chức sơ tán dân, hướng dẫn nhân dân về phòng không nhân dân, đào hầm tránh bom, tổ chức lực lượng trực chiến bảo vệ các kho tàng, trận địa của quân đội, làm tốt công tác phòng gian bảo mật, diệt ác trừ gian, bắt giữ gián điệp, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các tổ chức phản động. Những chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an Tân Lạc đã có phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam và thắng lợi vĩ đại giải phóng dân tộc. Trong giai đoạn đổi mới, phát huy truyền thống hào hùng của lực lượng công an nhân dân Việt Nam nói chung, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tân Lạc luôn phát huy phẩm chất cao quý, công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, luôn giữ vững lập trường, quan điểm chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Những năm qua, Công an huyện Tân Lạc luôn làm tốt công tác nắm tình hình và giải quyết mọi tình huống liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Thực hiện cái khẩu hiệu của lực lượng công an tỉnh Hòa Bình thì Công an huyện Tân Lạc luôn luôn chủ động trong mọi công tác, từ công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, dân tộc tôn giáo, quản lý người nước ngoài, đến cái công tác chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy cũng như là giải quyết các tệ nạn xã hội, cũng như là làm tốt cái công tác quản lý nhà nước hành chính về an ninh trật tự, trong đó có đẩy mạnh công tác cải cách hành chính liên quan đến giải quyết cái nhu cầu về đăng ký quản lý nhân hộ khẩu, cấp phát chứng minh nhân dân cho bà con nhân dân, cũng như là những cái vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông, như là việc xử lý các vi phạm giao thông, rồi thì cái việc đăng ký xe mô tô, xe máy điện trên địa bàn. Thế thì Công an huyện đã luôn luôn chủ động trong công tác đã được nêu ở trên. Từ cái chỗ đó thì làm tốt cái công tác xây dựng lực lượng, lấy công tác xây dựng lực lượng làm chính, đó là yếu tố con người, để xây dựng cái bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, đối lượng công an nhân dân. Từ chỗ đó thì luôn luôn đẩy mạnh các cái hoạt động nghiệp vụ để nâng cao cái trình độ năng lực giải quyết những vấn đề ngay từ cơ sở. Với tôn chỉ của ngành là thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân là lẽ sống của mình, sẵn sàng xả thân vì bình yên của đất nước, Công an huyện liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm, đường dây buôn lậu, vận chuyển ma túy lớn, ổ nhóm tội phạm hình sự, kìm hãm sự gia tăng tội phạm và tai nạn giao thông, không để phát sinh các tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn. Chỉ tính riêng từ năm 2012 đến nay, Công an huyện đã phối hợp giải quyết 131 vụ phạm tội, triệt phá một đường dây trộm cắp tài sản liên huyện, bắt, vận động, đầu thú 15 đối tượng có lệnh truy nã. Đồng thời, phối hợp với C47 và các đơn vị thuộc Công an tỉnh phát hiện và bắt giữ 135 vụ, 193 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 265 bánh heroin, hơn 1.031 gram heroin, trên 21.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng tài sản có giá trị khác, đã phá 15 chuyên án, bắt giữ 16 đối tượng bán lẻ heroin. Cùng với đó, Công an huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và triển khai thành công đề án xây dựng địa bàn không có ma túy.
Bản thân tôi cùng cán bộ chiến sĩ trong đội thì luôn tổ chức là nghiên cứu và đánh giá kỹ để đưa ra những cái phương án kế hoạch tối ưu nhất, tham mưu lãnh đạo đơn vị, đồng thời để tổ chức thực hiện nó có hiệu quả và đảm bảo cái tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ. Bên cạnh đó thì bản thân tôi cùng cán bộ chiến sĩ trong đội cũng tham gia nghiêm túc thực hiện các cuộc vận động của ngành, của địa phương cũng như của đơn vị và các tổ chức đoàn thể và phấn đấu xây dựng cái hình ảnh cán bộ chiến sĩ trong đội kinh tế ma túy bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi cái chỉ tiêu và nhiệm vụ công tác được giao. Thì trong những năm qua thì luôn, mặc dù là luôn phải đối diện với những khó khăn nguy hiểm thế, nhưng mà cán bộ chiến sĩ trong đội kinh tế ma túy bằng sự dũng cảm cũng như mưu trí của mình cũng đã tham gia và triệt phá hàng trăm cái vụ án ma túy lớn nhỏ trên địa bàn huyện, góp phần đảm bảo trật tự an toàn trên địa bàn huyện. Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, công an huyện đã thường xuyên bố trí cán bộ chiến sĩ chủ động bám nắm địa bàn cơ sở, nhất là những địa bàn trọng điểm về an ninh nông thôn có tranh chấp khiếu kiện phức tạp, địa bàn có vấn đề về nội bộ, nghiên cứu, nhận định, phân tích, đánh giá tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Phối hợp quản lý chặt chẽ mọi diễn biến hoạt động của các loại đối tượng. Đặc biệt, công an huyện đã tập trung lực lượng làm tốt công tác nắm tình hình. Đồng thời, đã tổ chức lực lượng triển khai thực hiện đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn ổn định và giữ vững, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Các đội nghiệp vụ đã chủ động trong công tác đề xuất, tham mưu xây dựng các phương án để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn. Trong đó thì tập trung vào hai cái nhóm đối tượng, đó là đối tượng thanh thiếu niên và cái nhóm đối tượng học sinh trong các nhà trường, để nhằm nâng cao cái ý thức chấp hành cho cái nhóm số đối tượng này, cũng như là cái văn hóa khi tham gia giao thông. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường cái hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó thì tập trung vào các cái hành vi mà là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, như là sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, thế rồi thì tham gia giao thông đi quá tốc độ quy định, thế và chở quá số người quy định. Cùng với đó thì chúng tôi đã tăng cường cái phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và công an tỉnh để tổ chức kiểm tra xử lý các cái chuyên đề vi phạm trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn. Từ những cái nhóm giải pháp chính đó, thế nên là mang lại những cái hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Song song với đó, lực lượng đã tập trung chú trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy. Đơn vị chủ động rà soát, xây dựng các mô hình, các tổ chức quần chúng phòng chống ma túy, gương điển hình tiên tiến trong thực tiễn triển khai thực hiện đề án và việc duy trì phát triển, như mô hình đội hoạt động xã hội tình nguyện của xã Tử Đê và thị trấn Mường Khến, hay mô hình hội người cao tuổi giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng tại xóm Bin, xã Tử Đê. Bản thân tôi luôn gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, cũng như là học tập quán triệt cái chủ trương chính sách của Đảng, đồng thời qua đó thì tuyên truyền phổ biến đến toàn thể cán bộ và nhân dân ở cơ sở nắm bắt những cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như là pháp luật của nhà nước trong cái việc phát động cái phong trào toàn dân bảo vệ quốc, cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự cơ sở, lồng ghép với những cái công tác dân vận để bà con nhân dân chúng ta là chấp hành tốt những cái quy định của pháp luật, nhất là trong đó là cái công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ quốc, đảm bảo an ninh trật tự cơ sở. Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Đến nay, toàn huyện đã phát triển trên 200 mô hình an toàn về an ninh trật tự, hoạt động hiệu quả, duy trì 239 điểm hòm thư tố giác tội phạm. Ở một số địa bàn, trước đây hay xảy ra những vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, như trộm cắp, gây rối trật tự, thì đến nay đã giảm hẳn. Nhiều đối tượng từng là tội phạm bị kết án tù giam, sau khi ra tù, được sự giúp đỡ tuyên truyền vận động của lực lượng công an, đã có sự nỗ lực phấn đấu, chăm lo phát triển kinh tế, cho thu nhập từ 300
đến 400 triệu đồng trên một năm, trở thành công dân ưu tú. Không chỉ mưu trí, dũng cảm trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện các nhiệm vụ và phong trào đã trở nên hết sức gần gũi và thân thương. Điển hình như phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, lực lượng công an huyện đã tổ chức và thực hiện tiêu chí số 19 về an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào việc đưa 4 xã nông thôn mới của huyện Tân Lạc là Phong Phú, Địch Giáo, Tử Nê, Mãn Đức cán đích nông thôn mới thành công. Xuống từ cơ sở chúng tôi là khảo sát đánh giá cái tiêu chí đó. Thì sau khi là khảo sát đánh giá tiêu chí đó thì chúng tôi đã về báo cáo Đảng ủy ban nhân dân xã để ra quyết định phân công và các đồng chí có từng trách nhiệm. Đấy, sau khi nó thì xuống đến cơ sở tổ chức một cái hội nghị đó ở tại cơ sở để tuyên truyền cũng như là cho bà con biết và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ở tại cơ sở. Đấy, qua cái kết quả đó thì các tổ và các thành viên đã nhận thức rõ ra cái vai trò và trách nhiệm nhiệm vụ của mình, đã thực hiện được cái mô hình này thì là các cái vụ việc nhỏ lẻ đấy, xảy ra như mâu thuẫn gia đình cũng như là tất cả các việc đó thì là gần như là các tổ hòa giải ở cái tổ tự quản đó đã giải quyết một cách là xử lý cũng như ngay tại cơ sở, không để xảy ra những cái tình huống nó đột xuất cũng như là bất ngờ về cái tình trạng về công tác an ninh trật tự trên địa bàn xã Mãn Đức. Chúng tôi trong 5 năm vừa qua thì thấy rằng là cái việc xây dựng mô hình, các cái mô hình tự quản về an ninh trật tự ở các thôn xóm đã góp phần cơ bản để mà tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện cái tiêu chí số 19 về chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Đặc biệt trong 2 năm 2016 và 2017, đơn vị đã vận động cán bộ chiến sĩ quyên góp trên 330 triệu đồng, ủng hộ trên 350 lượt ngày công, thực hiện các hoạt động xây dựng làm mới đường giao thông nông thôn, công trình đường sáng giao thông, khảo sát, tặng bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà, đồ chơi, đồ dùng học tập, các chi trường, các em học sinh nghèo vượt khó, tặng quà cho người cao tuổi, thương binh, gia đình chính sách, người lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. Tiêu biểu như công trình làm đường giao thông tại xóm cộng xã Quy Hậu, công an huyện đã vận động cán bộ chiến sĩ ủng hộ hơn 150 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động, vận động các doanh nghiệp ủng hộ cát sỏi để xây dựng đoạn đường dài 186 mét, hay tổ chức xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng mô hình đường sáng giao thông tại xã Phong Phú với tổng số trên 1.000 mét dây cáp điện, lắp đặt 22 cột điện và bóng đèn với tổng trị giá trên 50 triệu đồng, trao tặng được 6 con bò giống cho 6 hộ gia đình đặc biệt khó khăn, mang đến niềm vui cho những mảnh đời thiếu may mắn để họ vươn lên trong cuộc sống. Nhất là phấn khởi, gia đình tôi sẽ chăm sóc chuồng trại cho nó thẳng thoải mái, cho ăn uống có dừa dốc, phát triển kinh tế, luôn phát nghèo cho gia đình. Bên cạnh đó, công an huyện còn chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động, xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Thành lập ban chỉ đạo gồm 15 đồng chí, tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện tốt nội dung cuộc vận động. Lực lượng công an nhân dân đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân. Đó chính là tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo giải quyết những vụ việc đột xuất có liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Như vụ sập hầm than thuộc xóm Triềng, xã Lỗ Sơn, Tân Lạc, Hòa Bình vào ngày 18 tháng 11 năm 2015 đã vùi lấp 3 công nhân đang làm việc. Gần nhất là thảm họa thiên tai sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra tại xóm Canh, xã Phú Cường, xảy ra vào ngày 12 tháng 10 năm 2017, đã vùi lấp hoàn toàn 4 ngôi nhà, làm 18 người thiệt mạng. Trước những vụ việc trên, mỗi ngày công an huyện Tân Lạc đã huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp có mặt tại hiện trường, quên ăn, quên ngủ cùng các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, tập trung lực lượng thiết lập vành đai, bảo vệ an ninh trật tự khu vực trong và ngoài hiện trường vụ việc.
hay những hình ảnh cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, giúp dân vượt qua đoạn đường bị ngập nước là những hình ảnh đẹp, đậm dấu trong lòng nhân dân. Mưa lũ lụt như thế thì mà ngay từ sáng sớm có một số phụ huynh đưa con đi học thì lúc đi nước còn nhỏ, đến lúc về thì nước lũ lại to quá. Thế là các chiến sĩ đã dùng chiếc xe ô tô của mình ấy, đưa mọi người từ bên này đường sang đến chỗ khu nhà cô Bình Nhi. Có một chị lai, một bà mẹ bé em bé thì không đi được thì các chiến sĩ cũng ra hỗ trợ. Thế là vẫy một chiếc xe bán tải ấy, đưa mẹ con nhà chị lên cái xe bán tải để đưa qua, để đưa xuống bệnh viện. Thì tôi cũng thấy là các đồng chí làm những cái công việc rất chi là xúc động. Trong cái thời gian vừa rồi xảy ra cái thảm họa đó, thì lực lượng công an huyện Tân Lạc đã thể hiện cái vai trò tiên phong trong cái việc cứu hộ cứu nạn. Không quản mưa gió, không quản khó khăn, không quản ngày đêm, là các đồng chí luôn sẵn sàng đến những nơi nguy hiểm để hoàn thành cái nhiệm vụ là cứu hộ cứu nạn trong thời gian vừa qua. Có một số cháu nó mới ra trường, dù có trẻ đi chăng nữa nhưng các cháu vẫn là tích cực, phong độ, vẫn là người công an. Trong khi làm việc, không quan cách, đều ôn tồn với dân, đến các đồng chí công an trẻ. Chúng tôi thấy là cái hình ảnh của người công an lúc nào cũng là sáng gương cho nhân dân. 60 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành, từ 4 thành viên ban đầu với cơ sở tạm bợ, trang thiết bị phục vụ chuyên môn gần như không có. Đến nay, với sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, Công an huyện Tân Lạc đã phát triển và trưởng thành với 9 đội nghiệp vụ và hơn 100 cán bộ chiến sĩ được đào tạo chính quy, có năng lực trình độ cao, cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, phương tiện công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chiến đấu được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dù trong thời chiến hay thời bình, cán bộ chiến sĩ Công an huyện luôn giữ vững phẩm chất người công an cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chính quyền và nhân dân. Xuất hiện hàng trăm tấm gương dũng cảm, tận tụy hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Mỗi thành tích, mỗi chiến công, mỗi gương người tốt việc tốt của cán bộ chiến sĩ và Công an huyện Tân Lạc đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với những thành tích và chiến công đã đạt được, Công an huyện Tân Lạc đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và các cấp các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý. Từ khi tái thành lập tỉnh đến nay, tập thể Công an huyện Tân Lạc vinh dự được Chủ tịch nước tặng 2 huân chương chiến công, 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an. 4 năm đạt cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình. 17 năm đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. 26 năm liên tục được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Ngoài ra, còn hàng trăm lượt tập thể, hàng ngàn lượt cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp các ngành tặng huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen các loại. Đây vừa là động lực, vừa là cơ sở để lực lượng Công an huyện tiếp tục cố gắng, cống hiến hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chúng tôi xác định rằng là cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội là nhiệm vụ rất lớn, và muốn làm tốt công tác này thì cái công tác xây dựng lực lượng sẽ phải là yếu tố quan trọng hàng đầu. Do đó chúng tôi chú trọng vào cái công tác là tăng cường công tác kỷ luật kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, và tăng cường các cái kỷ luật trong cái quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác. Muốn làm như vậy thì cái quá trình tổ chức thực hiện thì phải ban hành các cái chỉ thị, các cái nghị quyết, rồi thì các cái chương trình hành động cụ thể để tất cả các cái cấp bộ đoàn, các cái chi hội phụ nữ cũng như là toàn thể cán bộ chiến sĩ công an huyện có những cái tiêu chí để chúng ta thực hiện, và từ cái chỗ đó thì cái yếu tố con người đó thì mới được nâng lên, và từ yếu tố con người được nâng lên về bản lĩnh, về chính trị, về nghiệp vụ thì sẽ hoàn thành xuất sắc được những cái nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao cho. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng trên thế giới và khu vực, tình hình diễn biến khá phức tạp, những vấn đề mới về trật tự xã hội tiếp tục nảy sinh, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, nguy hiểm. Vì vậy, lực lượng công an nói chung, Công an huyện Tân Lạc nói riêng cần nêu cao quyết tâm phấn đấu, ý chí tiến công, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng theo 6 điều Bác Hồ dạy, công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, xung kích, tấn công, chấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm, song song với phòng ngừa, nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội.
Đặc biệt, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và các phong trào thi đua khác. Đồng thời, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, lập nên những chiến công mới, tô thắm thêm trang sử vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.